với chủ đề bay lượn giữa mùa lễ hội Tri Tôn năm 2022. Chương trình diễn dù lượn diễn ra tại khu thể thao du lịch Tà Bạ, Xoài Chác, xã Núi Tô, diễn ra trong 2 ngày 24-25 tháng 9 năm 2022. Chúng tôi làm những cái chuỗi sự kiện như thế để hàng năm thì bà con nhớ cái mảnh đất này và họ sẽ đến nhiều hơn và biết cái Tri Tôn nhiều hơn. Với một cái lòng trân trọng của dân Tri Tôn đối với du khách gần xa. Thì song song với các hoạt động thăm viếng rồi các hoạt động của lễ hội đồng bào dân tộc Khmer, chúng tôi đã hoạt động rải rác thì gắn với dù lượn hôm nay để mong phục vụ bà con nhân cái dịp lễ hội đơn ta này. Điểm mới của sự kiện lần này có nghĩa là liên đoàn dù lượn, các phi công của liên đoàn dù lượn sẽ thực hiện những cái tương tác với khán giả thông qua các hình thức tặng quà mà chúng tôi gửi những cái quà tặng đó từ trên không thông qua là các hình thức là thả dù, những cái dù của trẻ em và những cái loại kẹo trái cây để mời quý khán giả thưởng thức, cũng như là một cái lời tri ân quý khán giả đã ủng hộ và đến tham gia cái lễ hội. Bên cạnh đó thì một món quà đặc biệt nữa có liên là năm chuyến bay để trải nghiệm bầu trời ngắm cảnh Tri Tôn. Chúng tôi sẽ gửi 5 cái quà tặng cũng thông qua cái hình thức thả quà từ các chuyến bay của các phi công. Sự kiện biểu diễn dù lượn do Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Dù lượn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào dịp lễ Sen Don Ta của đồng bào Khmer là hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, là dấu ấn tạo nét đẹp văn hóa thể thao để du khách có dịp trải nghiệm hòa cùng không gian đủ màu sắc ở miền núi An Giang.